nhiên là không rồi. Những câu chuyện còn dang dở trong quá khứ, rồi một ngày đẹp trời, câu chuyện đó sẽ quay trở lại. Chúng ta sẽ phải đối diện với câu chuyện đó và phải giải quyết cho xong. Quá khứ là một phần của hiện tại. Chúng ta phải biết chấp nhận nó, chứ làm sao bắt nó ngủ yên được. Quá khứ chứ không phải là một loài động vật nào đấy mà bắt nó ngủ đông được. Quá khứ